Xin chào anh em đến với độ xe Việt Nam.com. Hôm nay mình tiến hành lên full cái nồi Uma 5 lò xo cho chiếc Exciter 150 nha. Sẵn đây mình giới thiệu sơ qua cho anh em luôn ha. Thì sư phụ mình đã tháo cái nồi chủ xe ra và kiểm tra là cái nồi nó bị bố cháy đen thui nha anh em. Đó, ham vô nồi thì sọc huyết luôn. Đây. Đây anh em ha. Thì chủ xe quyết định là lên full bộ nồi Uma 5 lò xo. Đây, mình giới thiệu sơ qua bộ nồi Uma 5 lò xo nha anh em. Nó gồm có đế trên, đế dưới, tem chống giả cho anh em ha. Bát phe đầy đủ, 5 lò xo Uma, 5 ốc. Đó, mình sẽ đi chủ xe là full bố sắt Thái Lan. Đó, bản bố lớn bề mặt mình sắt mình luôn nha anh em, không có bị bào bố bào nhôm ha. Thì full cái gói này mình báo giá cho anh em luôn để cho anh em tham khảo các gói nồi ha. Thì full thằng nồi Uma này luôn nha em, cả bố, cả sắt, cả lò xo này kia luôn là 2660, bảo hành cho anh em là 3 tháng. Còn nếu những anh em mà muốn làm nồi cái gói nhẹ tiền hơn thì có thể làm nồi không lên nồi Uma nha anh em. Thì cái gói làm nồi bên mình rẻ nhất là 860.000, bảo hành cho anh em là 3 tháng. Mình có gói bảo hành cho anh em lâu hơn, đồ tốt hơn thì bảo hành từ 6 tháng tới 2 năm. Đây, giờ sư phụ bắt đầu tiến hành ráp cái nồi Uma, anh em tham khảo coi luôn nha anh em. Giờ sư phụ mới bắt đầu là tiến hành ráp cái nồi, sẽ cui nồi luôn nha anh em. Đó, trong hộp đầy đủ, hộp mới 100% cho anh em. Đó, để trên để dưới là mới can xe ben. Đây, nó có tem có đồ đây luôn nha anh em. Đây anh em thấy. Đó, hướng dẫn lắp ráp cho anh em luôn. Đó, thì anh em có thể mua cái nồi này về ráp hoặc là qua tiệm mình ráp ha. Đây nha anh em. Đó. Nó có giới thiệu chi tiết rồi các thứ nha anh em. Rồi phụ kiện linh kiện đầy đủ đây. Exciter 150 nha anh em, full nồi Uma 5 lò xo. Sư phụ đang tiến hành ráp thì anh em có thể coi clip này rồi về tự ráp luôn nha anh em. Rất là dễ ráp anh em ha. Nó chỉ khác cái nồi kia là hơn một lò xo thôi. Bát phe nó cho đầy đủ nha anh em. Sau khi cho lồng đền với lại là tán thì bắt đầu sư phụ có thể mà bắn nồi nha anh em, rồi bắt đầu là lắc kê cái tán này nè ha. Lắc kê cái phe chặn con tán này đó. Đó, sư phụ đã tán cái này xuống rồi nha em, để nó giữ cái ốc này nữa ha. Đó, thì sư phụ sẽ cho viên bi vào thì anh em cùng mình tham khảo luôn. Rồi, nó sẽ có một cái chốt tới viên bi nha. Đó, viên bi cho mình qua trước rồi bắt đầu mình sẽ cho cái chốt ở ngoài vô. Rồi, tiến hành ráp bố lắp sắt nha anh em. Đó, thì cái chốt là bên kia kỹ thuật mình đang cho vô đó, thì anh em có thể coi luôn đó, cũng đơn giản không có gì đâu đó. Rồi tiến hành ụp nắp đồi ngoài nha anh em. Đó, ngồi lên là trắng đẹp như mới nha anh em. Nó mới can xà beng cho anh em luôn ha. Anh em mà đi thay nhớt định kỳ nữa thôi là cái nồi này trắng sáng mãi đây nè. Rồi sư phụ bắt đầu tiến hành cho lò xo với ốc vô nha anh em. Đó, từng con từng lò xo, con nào cũng có phần hết nha anh em. Anh em dặn lò xo với ốc cho nó đều luôn nha. Nhìn bỏ chút thời gian mình dặn tay cho nó đều anh em ha, rồi mình xiết bằng tay cho nó ngon. Cho nên mình đừng có xiết vô liền nó không có ngon nha anh em. Nó xiết bằng tay vô nó sẽ chẹo anh em ha. Xiết tay đó. Sư phụ nói là cho lò xo định tâm nha anh em đó, mình chỉnh lò xo cho nó định tâm á. Sư phụ làm thì nồi thì rất là kỹ rồi, anh em cứ yên tâm ha. Đó, sư phụ quay từng vòng nha anh em, chứ không có phải là ào ào vô hết nha anh em. Cái gì có phần dạo đầu nha anh em ha. Rồi anh em coi cách sư phụ xiết nha, sư phụ xiết cái cách đối xứng nha anh em. Đó, không có xiết như một cái mà vô xong xuôi rồi xiết cái kia đâu, từ từ vô hết nha anh em, nồi nó mới đều được. Thì anh em nào muốn làm tại nhà thì mình sẽ ship cái bộ nồi Uma này xuống cho anh em nha, ship tận nhà cho anh em luôn, để anh em tham khảo cách làm này, anh em tháo ra lắp đi thôi. Thì nó cũng dễ dàng cho nó không khó như mấy chiếc quay rim lắp nha em, tại vì cái nồi có thể test được phía ngoài luôn.
đó, anh em cứ siết từng tí vô anh em ha. Chút nữa sư phụ sẽ định tâm lò xo thêm một lần nữa chứ không phải là vậy là xong nha anh em. Đó, nhiều cái nồi mà anh em làm mà nó cắt không hết nhiều cũng là do nguyên nhân mà lò xo không định tâm nha anh em. Đó, thì mình sẵn đây mình chỉ cho anh em luôn chứ không mình không có giấu nghề nha anh em. Rồi sư phụ bắt đầu tiến hành lắc kê nha anh em. Đó thì sư phụ bắt đầu tiến hành là lắc kê từng con một nha anh em. Đó thì anh em coi sư phụ lắc kê rồi tiến hành lắc kê theo luôn. Đó. Khi mà xiết qua đủ mình sẽ lắc kê lại cho nó ốc khỏi chạy nha anh em, cứng ngắc luôn ha. Rồi sư phụ sẽ chỉnh định tâm lò xo nha em. Đó,